Tình yêu có lẽ là một trong những khái niệm khó giải thích nhất của loài người. Có muôn vàn định nghĩa về tình yêu và cũng có ngần ấy những vấn đề, những câu hỏi về tình yêu. Thứ tình yêu mà chúng ta hay nói đến có phải là tình yêu? Rốt cuộc thì chúng ta đang đi tìm tình yêu như thế nào? Có phải hy sinh là yêu, chăm sóc là yêu, thấu hiểu là yêu, thấy hứng thú hay là hấp dẫn thì là yêu? Và nếu có thì nhiều đó liệu đã đủ? Thường thì mình cứ đặt câu hỏi và để mặc cho những câu trả lời đến lúc nào thì đến. Đúng kiểu cứ gõ cửa là sẽ mở, cứ hỏi là sẽ có câu trả lời. Nghe rất triết lý dỏm nhưng mà ngẫm lại cũng rất đúng. Và rồi cuối cùng mình cũng có những câu trả lời tạm gọi là hài lòng cho những câu hỏi bỏ ngỏ ở phía trên. Thì cũng lụy tình. Có lẽ giống như nhiều bạn, mình đã từng yêu một người chết đi sống lại, đến mức bản thân tin rằng mình yêu họ hơn yêu bản thân mình gấp trăm nghìn lần. Mình dành như tất cả những gì mình có thể để theo đuổi tình yêu của đối phương, bất kể người đó có sai trái như thế nào hay dễ dàng bỏ mặc mình ra sao. Mình lụy đến mức sợ hãi khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của bản thân mà vẫn không thể nào thoát ra nổi. Có lẽ ai cũng có một đứa bạn khiến cho ta bất lực mỗi khi nó quay cuồng về tình yêu. Mình là một đứa bạn như vậy. Bạn bè không thể hiểu nổi tại sao mình lại cô đơn và thiếu thốn đến thế. Và chính mình, một đứa tự đánh giá là ý thức khá tốt về giá trị của bản thân cũng không hiểu nổi. Mình mạnh mẽ trong tất cả mọi chuyện, trừ tình yêu. Mình khá tin việc bạn như thế nào thì người yêu sẽ phản chiếu như vậy, nhưng không hoàn toàn đồng tình với cái giả thuyết cứ đẹp, giàu, giỏi là sẽ không lụy. Nâng cấp bản thân để thu hút đối phương với mình chưa bao giờ dừng lại ở mỗi tri thức, tài chính và ngoại hình, mà còn bao gồm cả việc chữa lành những phản ứng vô thức không lành mạnh. Mãi sau này, nhất là khi đọc xong cuốn Nhất thể và Phân tách, mình mới ngớ người ra, mọi sự điên cuồng, thiếu kiểm soát của mình trong mối quan hệ thực chất là sự nỗ lực vô thức để tìm lại thứ tình yêu mà mình đã mất đi mãi mãi. Tình yêu nhận được khi còn là một đứa trẻ, bạn không nghe nhầm đâu. Thứ tình yêu mà người khác trao cho bạn từ khi bạn còn bú sữa, khi còn là file đính kèm của người thân. Không phải ta cố biến người thương thành phụ huynh của mình, mà ta đi tìm sự quen thuộc của người đã từng chăm sóc, yêu thương ta dường như là vô điều kiện. Tri kỷ. Chúng ta tưởng mình đi tìm tri kỷ, nhưng thực chất là đi tìm lại những gắn bó đầu đời. Hầu hết định nghĩa về một người yêu lý tưởng sẽ là luôn ở bên ta những lúc ta cần, quan tâm nhu cầu của ta, giống như cách mẹ luôn làm với các em bé mới sinh. Luôn sẵn sàng ủng hộ ta, tha thứ cho ta, giống như cách ta luôn nói, trẻ con mà, thôi cho qua. Luôn chân thành với ta, kể cả khi ta chẳng có gì để vụ lợi, giống như cách chẳng ai muốn vụ lợi với một đứa trẻ non nớt. Giận hờn là một đặc sản tuyệt vời của tình yêu. Ta chỉ hờn dỗi người ta thương, và khoảnh khắc ta hờn dỗi chính là lúc ta thành thật nhất với nhu cầu, được yêu như một đứa trẻ. Ta muốn người kia biết ta cần gì mà không cần phải nói thành lời, không cần hành động, chỉ cần nhìn thái độ. Giống như một đứa trẻ chưa biết nói, chỉ biết khóc khi đói, hét khi gắt ngủ, thi thoảng đần thối mặt khi cần đi vệ sinh. Ta vùng vằng thái độ và ta kỳ vọng một lần nữa được hiểu mà chẳng cần dùng đến ngôn từ. Như một đứa trẻ, ta cũng thèm sự hiện diện tức thì của người ta thương, thèm thấy những người đó vội vàng chạy tới, hoảng hốt, xót xa khi thấy ta bất ổn. Có lẽ vì vậy mà những lời khuyên hòa giải trong mối quan hệ thường nhắc đến một cái hôn, một cái nắm tay, một cái ôm thật chặt hay là sex. Ngay cả trong tình dục, chúng ta cũng không chỉ theo đuổi khoái lạc, chúng ta theo đuổi sự thân mật hay đúng hơn là sự kết nối. Có những người không thể lên đỉnh khi sex without love, và cũng có người sẵn sàng nằm cạnh nhau cả đêm chỉ để được ôm ấp, vuốt ve sau nhiều ngày xa cách. Xúc chạm là một nhu cầu rất người và cũng là một trong 5 loại ngôn ngữ chính của tình yêu, nhưng sâu hơn là sự xúc chạm. Ta muốn được ngắm nhìn, muốn được cười cùng nhau và chính xác hơn là muốn tìm cảm giác an toàn để ta không chỉ lột trần cơ thể mà còn cả tâm hồn của mình cho họ. Đứa trẻ nào cũng nhạy cảm và ngây thơ, đứa trẻ nào cũng có những cảm nhận tình yêu thông qua hành động của cha mẹ hay rộng hơn là người chăm sóc của mình. Đó là bản năng của con người, ta đã nhận được một tình yêu trọn vẹn như hòa làm một với người chăm sóc. Tuổi thơ thực sự định hình cách yêu và thứ tình yêu mà ta tìm kiếm. Trong khóa học gần nhất, mình nhớ mãi cái câu kể cho tôi nghe về tuổi thơ của bạn, tôi sẽ kể cho bạn biết người yêu của bạn như thế nào. Kể cả khi bạn nghĩ tuổi thơ của mình không có gì đặc biệt thì nó vẫn giữ một kho báu ở đó. Đôi khi bạn không thể nhớ nổi về cách mình đã từng được yêu, chính là biểu hiện của sự thiếu trưởng thành về mặt cảm xúc, bạn không dám nhớ. Ta với mình tuy hai mà một, mình với ta tuy một mà hai. Quá trình hình thành nhân cách chính là quá trình phân tách ta với cha mẹ hoặc người chăm sóc của mình từ lúc còn là một đứa trẻ quần tã. Từng bước một, sự phân tách an toàn, chậm rãi, vừa đủ cho đứa trẻ tự do phát triển, vừa đủ để đứa trẻ cảm thấy yên tâm, sẽ tạo ra như mẫu người lành mạnh hay mẫu hình an toàn trong thuyết gắn bó của John Bowlby. Những người dễ cởi mở và tự chủ về các mối quan hệ trưởng thành. phân tách đột ngột dù vì bất cứ lý do dễ hiểu, qua đời, đi làm xa, hay là không dễ hiểu như là vứt bỏ con, điều khiến cho đứa trẻ nhận thấy sự thiếu vắng hình ảnh của người chăm sóc trong cuộc sống và khiến chúng không thấy được yêu thương. Nó sẽ tìm mọi cách để lấy lại tình yêu, giống như một đứa trẻ cố sửa lại mình theo cách gia đình mong muốn, hay là gào khóc đuổi theo mẹ khi bị gửi lại nhà bà, mặc cho nhà bà có thể vui hơn. Đôi khi, người đến sau có thương ta như thế nào thì ta vẫn không tin đó là tình yêu thực sự. Ta không được dạy, không được làm mẫu về một tình yêu an toàn. Điều này tạo ra những mẫu hình lo âu, luôn sợ bị bỏ rơi và không dám tin vào tình yêu của đối phương. Ngược lại, phân tách chậm trễ, quá bao bọc, chiều chuộng, can thiệp sâu, lo lắng quá đà sẽ lấy đi không gian tự do của đứa trẻ và cũng khiến cho chúng gần nghẹt thở với tình yêu, tạo nên những mẫu hình né tránh. Có thể liên tục thay đổi người yêu hoặc là sợ yêu, thờ ơ trong thời gian dài rồi bù đắp trong giai đoạn sau đó hoặc là ngược lại cũng không phải là một giải pháp. Chúng thậm chí còn tạo ra mẫu hình né tránh, lo âu, vừa sợ yêu, khó yêu nhưng khi yêu lại rất lo đối phương bỏ rơi mình. Oái oăm là mẫu hình lo âu thường sẽ gặp né tránh và ngược lại vì cả hai đều mang lại cho nhau sự quen thuộc, hình bóng của người chăm sóc, người đã trao cho họ tình yêu đầu đời. Và oái oăm hơn nữa, họ thường cho mình là một cặp trời sinh. Lý thuyết về The Good Enough Mother đưa ra cho chúng ta cách cân bằng trong vai trò của một người chăm sóc, không thờ ơ quá và cũng không quan tâm quá trong một thời điểm. Nhưng không may, rất nhiều người không được nuôi dạy bởi một người mẹ đủ tốt như vậy và cứ thế, khi yêu chúng ta sẽ liên tục bị kích hoạt bởi những hành động cảm tính đến mức bản thân của mình cũng chẳng thể hiểu nổi, đến lý trí cũng chưa chạy theo kịp mà can thiệp. Phần lớn những sự kiện thơ ấu thường mờ nhạt đến mức ta gần như quên sạch. Nhưng như phù du trong nước, tổn thương đã được tạo ra vẫn sẽ lơ lửng trong tiềm thức đợi ta giải phóng. Một trong những nỗ lực muốn nhận lại được sự chú ý từ người yêu của mình thực chất là đi tìm lại cảm giác là đứa con duy nhất được cả nhà cưng chiều. Khi mình bắt đầu với vấn đề này, mình rất ngạc nhiên vì hình ảnh xuất hiện chỉ đơn giản là những chiều đi tập xe đạp với bố mình. Dù ở nơi rất đông người, nhưng tất cả đều như lu mờ, chỉ có bố, mẹ, mình với chiếc xe đạp con. Mắt bố và mẹ trìu mến cổ vũ và lo cho mình. Mình đã khóc rất nhiều, không phải vì ký ức đó đầy tổn thương, mà tiếc vì nó đã đứt đoạn đột ngột, đến mức đứa trẻ là mình ngày đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khoảnh khắc mình nhận ra tất cả điều này, chính là lúc mình mới bước một chân lên hành trình cai nghiện, nghiện khổ vì yêu. Người ta bảo để được yêu, trước hết hãy rời bỏ người không yêu ta đã. Mình tin đó là một lời khuyên đúng đắn, nhưng làm thế nào để bỏ được thì không hề dễ. Vì ta không thấy mình có nhà trong tim, ta cầu cứu, nương nhờ nhà của người khác mà không chắc rằng họ có nhà, có thứ ta kiếm tìm hay không. Và thi thoảng, khi ta dừng việc tìm kiếm, ta có thể buông bỏ một cách tự nhiên hoặc tạo điều kiện để partner dẫn biết cách yêu ta trọn vẹn. Thật lòng mà nói thì đó là khi bất lực, khi gom đủ thất vọng, tự nhiên buông bỏ và yêu đương sẽ nhẹ nhàng hẳn. Lúc đó mình chấp nhận sự phân tách, đồng thời chấp nhận thứ tình yêu kia đã được nhận một lần trong đời rồi. Chấp nhận thực sự từ bên trong xong, thì khỏi lưu luyến quá khứ mà hăm hở nhìn về tương lai. Không cần yêu như vậy, mình có thể được yêu như thế nào? Trước đây mình nghĩ tình yêu là một cảm giác, hoặc là một lựa chọn, hoặc một sự học hỏi. Nhưng suy cho cùng chúng ta đâu chỉ đi tìm một cảm giác, một lựa chọn hay là một bài học. Chúng ta đi tìm tình yêu mà ta có thể hấp thụ, hay là đúng ra là ngôi nhà mà ta thuộc về. Giây phút ta về nhà chính là giây phút ta có thể yêu và cho phép mình được yêu trọn vẹn. Nguyện cho chúng ta đều yêu và được yêu một cách đầy đủ. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spiderum, còn mình là Pinkdot. See ya!